Thấy tụi mình đâu có nói gì sai đâu, đúng mà đúng không? Mà sao có một số bạn nói tụi mình kỳ quá. Đúng rồi. Các bạn ơi, Linh Hoa á, nghĩ là các bạn đang có một hiểu lầm rồi. Linh Hoa nè, Bảo Nghi với lại Chu Nghi á đều rất là thích ba cô huấn luyện viên à, tại vì á ba cô đều rất là tài giỏi đúng không? Đúng rồi. Chính vì vậy ba chị em mình tuần nào cũng xem The Face hết. Thích thì mới xem chứ. Nên là mọi người hãy xem hôm nay ba chị em mình tám về The Face tập 3 và The Face tập 2 nha mọi người. I love you papa. Bánh đi. Nhớ dạ. Ai vậy? Thôi, bây giờ đếm từ 1 tới 3 rồi quay ra nha. Ok ok rồi. 1 2 3. Ra. Ủa, ai vậy? Ủa, bà chọn tìm cô Minh Tú hả? Tất nhiên. Chị Minh Tú. Chị cô Lan Khuê hả? Em cô Hàng Thùy nổi bật nè. Biết tại sao chị chọn team cô Lan Khuê không? Sao? Tại vì á, cô Lan Khuê lúc nào cũng giữ vững phong độ. À mà Nhi, tập 2 là team cô Hoàng Thùy bị lại một thí sinh đó. Thì lại thì có sao gì đâu, đừng già mới biết ngựa hay. Phim hay chờ đến đoạn kết, 30 chưa phải là Tết. Yes. Đúng không trời? Ủa, mà sao gương mặt của chị giống như là cô Thiếu Lan á? Giống đâu mà giống, trời ơi, tôi đẹp vậy à, tôi xấu vậy mà giống ai cho được. Trời ơi, nè một đống comment là chị giống trời như ơi, là cô Thiếu Lan được một đống. Quá nè, trời người kìa. Ta nói đó. Giống đâu mà giống, trời đâu, đâu, hoài. Đâu, bà này giống giống với cô ca sĩ đang hot lắm nè. Tên cô này tên là cô Bích Phương à. Đúng rồi. Giống kinh khủng. Thôi đâu, đâu có giống được. Bà nè, mấy bà đừng có lo bàn chuyện ngoài lề nữa. Bây giờ vô chủ đề chính này nè. Tập 2, tập 3 bây giờ bắt đầu gây cấn rồi đó nha. Không, tôi thấy là tập 2 rất là mờ nhạt, tập 3 mới gây cấn. Nhắc mới nhớ, nguyên nhân tập 3 gây cấn là từ đâu? Từ đâu? Trời ơi, nguyên nhân gây cấn từ đâu ai biết, tự nhiên nhìn tôi à. Trời ơi. Nè em nói cho chị nghe nè, gai cấn là gai cấn ở chỗ là cô Lan Khuê của chị cứ ăn hiếp cô Hoàng Thùy của em hoài à. Ờ, chị đâu có thấy cô Lan Khuê của chị ăn hiếp cô Hoàng Thùy đâu. Chỉ là cô Lan Khuê muốn chia sẻ kinh nghiệm thôi. À, nói về kinh nghiệm thì không biết ai hơn ai đâu nha. Ví dụ như là ở tập 2 cô Hoàng Thùy đang chị khách quốc phải không? Ừ đúng rồi. Đang chị khách quốc cho các thí sinh mà cô Lan Khuê cứ ra ý kiến ngoài. Có một điểm chị muốn lưu ý là cả bốn thành viên của team Hoàng Thùy, đó chính là khi mà bước ra lúc nào cũng sẽ có một cái điểm dừng. Em phải chắc chắn. Mà đến tập 3 thì cô Hoàng Thùy ra ý kiến một chút xíu à, mà cô Lan Khuê thì em biết sao không? Em chưa có điều chỉnh được cái hơi thở của em nào, em rất là mệt. Mới đánh có 3 phút thôi mà thấy em mệt quá trời. Thùy, Thùy, Thùy. Đây là cái thử thách Khuê Thị Phạm cho nên Thùy cứ đứng đó nghe thôi. Tiếp tục đi em. Đó, mấy chị thấy chưa? Dù sao thì cô Hoàng Thị của em cũng rất là bình tĩnh. Nè, nè, cô Lan Khuê của chị cũng rất là điềm tĩnh mà. Nè, 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 chưa chắc à nha. Nhìn vẻ ngoài điềm tĩnh, bình tĩnh vậy thôi. Chứ là vẻ ngoài hết. Nghe kỹ lại đi, trong mỗi lời nói cô như là đang đá xéo mấy tiền còn lại vậy. Đâu, đâu đá xéo hồi nào. Nè nè bà xem kỹ lại tập 3 đi nha. Cái này là cô Lan Khuê nói rất là đúng. Thể thao đâu có cần gợi cảm mà phải cần khỏe mạnh. Ừ thì đúng, nhưng mà bà nha, bà nhìn kỹ vô đi. Một người đằng sau, một người đằng trước. Làm sao Lan Khuê thấy được cái thái độ của bạn khoan, làm cái này. Đúng không? Thật ra chỉ là áp đặt mà thôi. Ừ.
Nói đi cũng phải nói lại, trong thử thách catwalk thì cô Hoàng Thùy đúng là một huấn luyện viên giỏi để hướng dẫn tất cả thí sinh đúng không? Thì trong tập 3 thử thách quay TVC về thể thao và tập gym, thì thử nghĩ coi tất cả khán giả đang xem chương trình tập gym và thể thao thì ai là phù hợp nhất? Comment tốt, không thì cô Hoàng Thùy. Nè, mấy bà không được lựa chọn đâu nha, do ban tổ chức. Đúng rồi. Cái cứng từ đâu? Thích quá. Tuần này team cô Hoàng Thùy cô Nhi thật là bình yên và tỏa sáng. Hơn nữa cô Hoàng Thùy khắc phục được một số điểm yếu của cô nữa. Thật là tự hào. Chị cũng công nhận với Nhi nha. Tập 2, tập 3 vừa rồi thì cô Hoàng Thùy đã khắc phục được cái phát âm của mình và còn thể hiện rất là tốt rồi đúng không? Đúng rồi, huấn luyện viên em yêu thích mà. Vậy nha. Có nhiều comment chưa hiểu vấn đề của comment này nọ. Nếu giả sử như mà không có những lời góp ý tốt đó thì chưa chắc gì chúng ta sẽ biết mà sửa đổi và tỏa sáng trên truyền hình, đúng không? À mà quên nữa, Linh Hoa mới nhớ ra. Nè nè, có một cái thảm họa phát âm tiếng Anh luôn. Có hả? Nè, coi. Kết quả. Wow, tự hào nhất tuần này vẫn là team cô Lan Khuê của Linh Hoa. Chưa có chuyến bên nào ra đi. Ê Hoa, nhắc vụ lại mới nhớ, cô Lan Khuê cho hai thí sinh trong vòng nguy hiểm đi catwalk lại với nhau. Lan Khuê thừa nhận rằng trong phần đi catwalk lại, Khánh Linh đi tốt hơn Quỳnh Như. Mày lại bị loại ra ngoài, thấy kỳ không? Tại vì cô Lan Khuê cũng có một cái lý do chính đáng thôi. Cô Lan Khuê lại á là nhìn từ quá trình mà. Ơ hay, nhìn từ quá trình thì kêu đi cách quốc gì vậy? Chưa kể nha, cô lại cô Khánh Linh chỉ vì một cái lý do là Khánh Linh quá giống với lại một nhân vật khác. Chính đáng quá ha. Với lại cô Lan Khuê cũng đã từng bị nhận xét là giống một bản sao mà. Không có một bản sao chị nào hoàn hảo hơn bản bản chính. Không có một nhãn hàng nào mong muốn lựa chọn một nhân vật nào giống với một nhân vật nào. Đó, bây giờ cô Lan Khuê cũng thành công mà. À, mà tôi cũng không thích cô Minh Tú nhất á, là cổ nói với cô Lan Khuê là bôi cái môi thơm đó rồi hãy nói chuyện với chị. Tôi nghe xong cô rất là tôi thấy ức lắm rồi đó. Ủa, cô Minh Tú nói đúng mà, không phải trong cái tập đó cái môi của cô Lan Khuê màu thâm thâm hả? Chứ lại còn nữa, cũng nhờ cô Minh Tú mà bây giờ cái màu đó nó thành hot trend luôn rồi. Không, tôi không có chịu cái câu đó đâu. Câu đó gì đâu mà kỳ cục thế ớn à. Thôi mấy chị đừng có cãi nhau nữa. Hai chị giống như là hai huấn luyện viên ở trong truyền hình đúng không ạ? Em nghĩ là cô Minh Tú cần phải bình tĩnh lại á. Không hơi là lò phờ bẫy của cô Lan Khuê á. Đúng rồi. Nếu bà là fan của cô Minh Tú á thì vô Facebook của cổ comment á là cô ơi, cô hãy bình tĩnh lại, coi chừng lọt cái bẫy của cô Lan Khuê đó. Tính ra cô Lan Khuê có cái gì cũng không đơn giản gì. Má chị ơi, cô Hoàng Thùy của em cũng không có dễ đâu nha. Cô tính toán chiến lược hết rồi đó. Yes. Các bạn ơi, thực sự ra thì đây chỉ là kênh riêng của ba tụi mình thôi. Tụi mình tám để nhằm theo dõi một cái chương trình đang rất là hot hiện giờ và theo dõi đường đua của team ba huấn luyện viên đang rất là gay cấn. Các bạn ơi, nếu các bạn có thích ba team của các huấn luyện viên nào thì hãy comment ở dưới. Lỡ chúng mình chung phe thì sao? Và các bạn nhớ đón xem ba chị em mình tám nữa nha. Hãy nhấn theo dõi kênh để cùng nhau tám về The Face tiếp nhé.